tiền không mua được hạnh phúc, nhưng rất nhiều tiền thì có thể. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Siro Club. Là tôi, cái người đeo mắt kính trên lông mày. Mà nhìn ngầu phải không? Ok, nên mà trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một thanh kiếm có tên là Bán Dạ Kiếm, hay còn được gọi với một cái tên mỹ miều là Midnight Giữa Đêm. Vâng, và cái kiếm này cũng là lý do tại vì sao ban đầu video tôi nói những cái thứ liên quan đến tiền. Mặc dù cái kiếm này các bạn không thể mua được bằng Belly, nhưng mà các bạn phải mua bằng một cái đơn vị tiền tệ khác. Và tất nhiên rồi, tiền nào cũng vậy, có làm thì mới có ăn. Cần cù thì bù thông minh, có làm thì mới có ăn. Cái loại không làm mà đời có ăn thì chỉ có... Để lấy được cái Bán Dạ Kiếm này thì anh em phải ở C2 ha. Và anh em sẽ đến một cái nơi gọi là Thuyền Hải Tặc các bạn ạ. Để anh em chỉ cần đứng ở cái cảng đầu tiên của cái C2 ha. Anh em đi 180 dặm chia cho 2 nhân cho 180 hải lý cộng cho 1565 km là anh em sẽ tới được cái con thuyền đó nha các bạn ơi. Và anh em nào rảnh thì anh em có thể thử, chứ còn tôi có đường đi nhanh hơn. Rồi, đầu tiên thì anh em cứ cầm cho tôi một cái trái bao tù để di chuyển cho nó nhanh ha. Thì anh em chỉ cần bấm C lên, sau đó anh em sẽ TB tất nghĩa địa ha. Thì cái nghĩa địa này nó sẽ có một cái con tàu ma ám này nè anh em ạ. Đó, bây giờ anh em sẽ đi vô con tàu ma ám này. Rồi, ở ngay trên con tàu ma ám này thì anh em sẽ có một cái cửa nhỏ nhỏ này. Anh em chui vô đây một cái là anh em sẽ đi vô được cái con tàu ma ám này ha. Và đó là cách đi hữu công, chứ bình thường là tôi hay dùng trái bô tờ. Tôi bấm C lên xong tôi bấm vô thuyền ma ám thôi. Cách này cho nhanh má. Rồi, và sau khi vào cái tàu ma ám này ha, anh em sẽ nhìn qua bên trái cho tôi. Nó có một cái đường đi ở đây ha anh em. Và anh em sẽ đi vô cửa này. Đó, anh em sẽ đi vào cái khoang này. Đó, thì cái khoang này là cái khoang để anh em nằm ngủ. Dạ, anh em mà đi vô đây là anh em nằm lên giường ngủ luôn giùm tôi. Tại vì trong đây nó không có cái quần què gì hết trơn á. Cái con này nhìn bằng bằng hàng hàng thôi, chứ nó bán cho anh em mới gây kiếm quyền hỏi nha anh em ơi. Đó, anh em bấm nói chuyện với con này ha. Chào, lại là bạn à. Ừ, lại là tôi đây. Thì tại vì tôi có cây kiếm này rồi nên là bây giờ nó không có bán cho tôi nữa. Nó chê tôi anh em, mà quải trưởng cho tao muốn mua em cây thứ hai mày cũng cho nữa, ăn mất dịch. Thì cái giá để anh em mua được cái cây này là anh em phải tốn 100 estoplem. Thế có thể tạm dịch ra tiếng Việt là vật chất kỳ dị. Là cái này nè anh em. Đó, chính xác là cái này nha. Thì anh em để có thể farm được cái vật chất kỳ dị nè, anh em chỉ cần đánh mấy con quái trong cái thuyền ma ám này là auto sẽ có vật chất kỳ dị cho anh em ha. Thì giờ lâu lâu không có thôi, nhưng mà đa phần anh em đánh là sẽ ra ha. Đó, rồi tôi đấm hai con rồi vẫn chưa có vật chất kỳ dị. Thường ta nói nhân phẩm của tôi như cái quần què tôi đâu có tin, nay tôi mới tin nè mấy má. Mày. Hey yo, what the fuck? Ơi, con này con thứ ba rồi đó. Cái gì vậy? Thì cái vật chất kỳ dị này á, nó nói cho vui mồm là xui xui thôi, chứ nó sẽ có tầm khoảng là 50% rơi ra được khi mà anh em đánh mấy con quái tùy thủ đoàn ở trong cái tàu ma ám này ha. Đây, tôi sẽ đấm cho anh em coi nè. Mày hả bưởi, bó. Nó đang có vật chất kỳ dị cho anh em nè, thấy không? Thì cái cây kiếm này anh em sẽ cần tầm khoảng đâu đó là 100 vật chất kỳ dị để anh em sở hữu được nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì cái vật chất kỳ dị còn có thể giúp cho anh em đổi được một cái tộc nữa vô cùng khủng khiếp, bá cháy bỏ chén bà bảy luôn. Đó chính là tộc Gu anh em ạ. Là tộc hút máu, tộc quỷ á. Thôi bây giờ sẵn đang ở trong thuyền thì tôi sẽ đi farm mastery, sẵn farm luôn cái vật chất kỳ dị để đổi tộc gu ở video sau luôn ha các bạn. Thôi chứ tới giờ tôi còn chưa có tộc gu nữa mấy bạn. Và bây giờ mình đã mở khóa được chiêu đầu tiên của Bán Dạ Kiếm là chiêu khai môn rồi các bạn ơi. Ai da, sao đọc tên của cái chiêu này tôi là thèm cái món khoai môn quá ta. Rồi, và cái chiêu mộc của cây này á là gì tôi cũng không biết nữa, tại giờ mới thử nè mấy ba. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử vô con quái đây ha. Bây giờ mình sẽ bấm chiêu Z nè. Rồi ok, theo thông tin tôi tìm hiểu được thì cái chiêu một này á thì mình sẽ chém vào không khí trước mặt của mình, sau đó sẽ mở ra một cánh cổng màu xanh kéo những kẻ thù ở gần vào trong đó, rồi sau đó thì cánh cổng này sẽ phát nổ và sẽ gây sát thương ngay cho kẻ thù. Wow, vậy là khi mà chúng ta sử dụng này thì nó sẽ nổ ra như thế này anh em ạ. Còn cái hướng mà cái con quái nó giăng thì tôi cũng chưa biết nó nằm đâu luôn á ba. Rồi mình lại thử nha. Nếu như con quái mà nó nằm ở đằng sau cái cổng khai môn mình nó sẽ giăng ở sau lưng mình, còn nếu nó nằm đằng trước nó sẽ giăng ở đằng trước ha anh em. Thử coi. Dạ, tùy hướng anh em ạ. Hoài, vậy coi bộ cây này khó combo rồi nha. Combo cây này cũng quái cái trưởng à. Rồi để mình thử lại một lần nữa đường giăng của nó thôi. Coi bộ khó combo quá anh em. Tôi không biết là cây này cái tầm xa nó bao nhiêu, giờ tôi sẽ thử cái mắt cái tầm xa của cái chiêu Z này nha các bạn. Nó cũng chỉ có như đó thôi anh em ạ. Chỉ khác biệt là con quái đứng gần hay đứng xa thôi. Dạ. Nếu như mà mình đứng tầm này sử dụng chiêu thì con quái sẽ giăng ở đằng trước, còn nếu như mình đứng tầm này mình sử dụng chiêu thì con quái sẽ giăng ở đằng sau. Xuất cả nè. Rồi trước tiên thì chúng ta đã review được cái chiêu khoai môn chiêu khai môn của Bán Dạ Kiếm rồi ha. Thì theo như cảm quan tôi thấy thì cái chiêu này
căng à. Cái chiêu này phải am à. Cái chiêu này nó có một cái đường đi không nhất định á. Đó là bây giờ chúng ta sẽ mở khóa thử luôn cái chiêu 2 coi coi là nó có bù đắp qua được cái chiêu lên câu Shido Fake sống lao và ông đánh tôi túi bụi luôn anh em ạ. May mà 136 kế cái kế chuồng là thượng sách tôi nắm trong lòng bàn tay anh em chứ không là ông giết tôi rồi quái trưởng này. Trời ơi cho tôi yên ổn tôi farm đi trời về phi C2 là để farm quái và để đây đây kìa biểu kiếm cho mọi người câu vậy cũng giết tôi nữa trời. Khổ ghê á. Tôi Fake chạy tôi đi. Mệt thiệt á. Bạn có muốn đổi 50 vật chất kỳ dị lấy mặt nạ quỷ không mà lấy chứ. Tôi chưa có lấy chứ. Cái mặt nạ quỷ này tăng khả năng hút máu anh em ạ. À. Thôi thì mình đeo vô để mình hút máu mình đánh quái đi ha. Thôi đi thôi. Đánh nào cái. Rồi ok hút máu nè. Hút. Ui. Tôi cũng không thấy được rõ cái công dụng hút máu của nó nữa nhưng mà thôi nói chung là trên wiki ghi là có hút máu thôi mình cứ tin là hút máu. Đánh đào không kém. Trời ơi. Mày mày thoát được con trai. Mày thoát được con trai. Tu bi không tình yêu. Ây à. Mày. Ây à. Ơ. Có gì đây. Đã mở khóa tiêu đề nay. Trời ơi. Tôi tưởng là tôi lấy được cái chìa khóa đây. Tôi mua tộc gu luôn rồi chứ. Cay thế. Hồi nãy tôi nói lộn anh em ạ. Cái đó người ta gọi là cái đuốc chứ không phải là cái chìa khóa. Trời ơi bị lú anh em ơi. Cầm hai cái chìa khóa kia xong mà bị lú luôn. Thì cái đuốc đó nó chỉ có tỷ lệ phần trăm rơi ra tầm 1-2% thôi. Rất là căng luôn anh em ạ. Nên là tôi nghĩ cũng hơi căng cho tôi. Nhưng mà không sao, nếu em thích thì video sau mình đi mình lấy tộc ngạo quỷ mình test luôn nha. Xong rồi chúng ta lại có thêm một nhiệm vụ đi thức tỉnh tộc V4 của ngạo quỷ. Ui, được của nó. Được rồi, và sau một khoảng thời gian cày cuốc vật và vật vượt thì cuối cùng tôi cũng lên được thông thạo 325 cây bán giả kiếm đó các bạn ơi. Và lấy luôn được cái chiêu ít rồi anh em, bán phi nguyệt. Oh my god. Cái chiêu này là sao ta? Theo như thông tin tôi đọc được ở trên wiki thì cái động tác này cũng gần giống như chiêu Z. Nhưng mà thay vào đó thì nó sẽ lao vào phía trước theo cái hướng con trỏ chuột của mình. Rồi sau đó nó sẽ để lại một cái vệt bóng màu lam phía sau lưng. Và khi đánh trúng kẻ thù thì chúng ta sẽ sử dụng kiếm mà mở ra một cánh cổng màu xanh lam và phát nổ nó. Và sẽ gây sát thương cho kẻ thù. Oh my god. Vậy là mình sẽ ít đúng không? Xong rồi mình vét đúng không? Sô-ca-la. Oh my god. Ôi nhưng mà cây này mà để gọi là combo thì nó hơi khoai các bạn ạ. Cây này mà để combo thì khoai phết đấy. Tại vì cái tầm của nó không có xa. Anh em. Và cái di chuyển của nó khá là gần luôn á. Nên là mà để mà combo cây này á thì tôi nghĩ là Z này. Xong rồi cái này này. Ây à. Khó phết nha. Cây này cần phải có độ thuần thục khá cao các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi test thử cái đam nho nhỏ của nó nha các bạn. Rồi đầu tiên là chém thường nha. Chém thường của chúng ta sẽ được là 2611 đam. Ồ vãi. Còn chiêu Z 3656 đam. Còn chiêu X 7. Quay từ chiêu X 7000 đam mà tôi đánh trúng ông này đúng không? Hình như chiêu X 7000 đam tôi đánh trúng ông đó anh em ơi. Trời ơi làm mừng hột. Tưởng đâu được cái chiêu X đam to chứ. Đây nè chiêu X nè 4164 đam. Nói chung cái đam của nó thì cũng to nên mà nhưng mà nó không phải là lựa chọn số 1 cho những bạn mà kiểu dùng để PvP á. Còn riêng về khoản farm thì cây này cũng kém nốt bởi vì nó chỉ có thể kém thường thôi. Chứ còn anh em dùng skill là sẽ chăn tứ tung con quái đi anh em ạ. Còn combo của nó thì tôi nghĩ sẽ là Z nè. Xong rồi ít vô xong rồi kéo này lại. Bây giờ mình phải thử chứ anh em ạ, thử coi là hai cái chiêu của cái bán giả kiếm này thì nó có kết hợp với nhau được không ha. Đầu tiên là chiêu ít nè. Ai chà, hơi căng anh em ạ, hơi căng đấy. Hơi căng thẳng đấy. Tôi thấy là sao cây này nó no hớp dữ ta. Thử lại ha. Ai chà, căng nè anh em, căng á. Khá căng á. Vậy thì đầu tiên là mình sẽ Z bay tới nè. Xong rồi thúc nó về. Ai chà. Căng dữ ta. Nếu combo này thì nó cũng được xíu anh em ạ. Tôi nghĩ đầu tiên tôi dùng chiêu Z của God Human. Xong rồi tôi sẽ dùng cái chiêu Z của bán giả kiếm để kéo đối thủ lại. Xong rồi tôi lại ít của bán giả kiếm. Rồi cuối cùng là tôi C của God Human. Và ít của God Human là ok ha. Để thử thôi. Đầu tiên lại gần nè. Ai chà. Phải bấm nhanh em mà phải bấm nhanh lắm luôn á.
cây này thì tôi nghĩ là phải đi chung với mấy cái trái stone anh em ạ. Ờ, hoặc là melee tốt. Yeah. Nào, để giờ tôi thử coi. Ồ, tôi nghĩ là combo này được anh em. Tôi nghĩ combo này được. Đầu tiên là khai môn. Xong rồi vé tới. Ồ, ok. Đầu tiên là chúng ta stun lại ha. Xong rồi chúng ta sẽ khai môn ra là chiêu vét của bán giả kiếm nè. Đây. Như này rồi, sau đó chúng ta sẽ vét của thần diệt quyền. Ây da, học rồi. Sao hôm nay mình sai, mai mình làm lại. Đây, đây, làm lại nè. Ha, đầu tiên ha. Ít vô, xong rồi vét này. Xong rồi. Tôi thiết nghĩ tôi nên đi học combo mạng. Đó, nó là một combo đường thẳng luôn các bạn ơi. Nhưng mà Ken né được không thì tôi không biết nha. Thì đầu tiên là anh em phải có một cái trái stun, ví dụ như là Rumble hay là trái đất gì đó. Nói chung là một cái stun ha. Stun đối thủ lại. Xong, rồi anh em dùng cây mãng xà này. Ít vô, xong rồi vét của này. Xong rồi lao tới rồi. Ít, xong xơi thêm cái nữa. Đó là đi anh em ạ, 17 ga đam ha. Rồi đọc chậm chậm dễ hiểu nè. Đầu tiên là anh em ít cây cung mãng xà này. Thì khi mà anh em ít cái cung mãng xà này thì anh em dùng cái chiêu V nó sẽ đỡ bị văng anh em ha. Rồi rồi rồi, có một ông hắc ở đây rồi, quái trưởng à. Cầm cái mochi đi hắc anh em ơi, quái trưởng. Rồi khi mà anh em ít cái cung mãng xà vô ha, xong mà anh em dùng cái chiêu Z nè. Đó, thì cái độ văng của nó cũng vậy. Thì nói chung thì chúng ta có thể dùng được chiêu Z đó hả? Dạ 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 lụa. Qua bên đây làm mẫu thôi, bên kia có hát rồi. Đây, ít mãng xà xong Z liền ha. Là nó sẽ văng một xíu anh em không? Nó chỉ văng một xíu thôi. Đó, là anh em phải nhanh tay. Ít xong là Z liền. Đây, bình thường khi mà anh chúng ta Z nè. Đó, nó văng chỉ cà mau anh em thấy không? Còn bây giờ mình thử ít xong Z ha. Đó, chết luôn. Ít xong Z là chết luôn. Dạ. Đây, ít xong Z nè. Đó là chúng ta còn có thể dùng gót của mình để chúng ta lao lên nữa ha anh em. Ít xong vét xong thì anh em cầm gót của mình, anh em bấm vét gót của mình, anh em lao lên. Lao lên xong rồi anh em sẽ bấm cái chiêu ít của cái bán già kiếm. Rồi cuối cùng anh em sử dụng cái C của cái gót của mình. Nếu đối thủ chưa chết mồi thêm ít nữa là chết luôn á. Thôi giờ mình sẽ ví dụ full combo cho các bạn coi thấy không. Mấy con quái này có chịu nổi đòn không nữa. Nhưng mà thôi mình sẽ kéo ra đây nè. Rồi ok. Bây giờ đầu tiên anh em phải có một cái stun. Anh em stun đối thủ lại thì coi như là con quái này đang bị stun đi ha. Rồi đầu tiên nè. Ít nè, xong rồi vét nè, xong rồi lên. Đó, ha. Chỉ cần vậy thôi, combo khá đơn giản nhưng mà nó cần phải nhanh tay anh em ạ. Tại vì đa phần những cái chiêu của cây bán giả kiếm này nó đẩy đối thủ ra khá là xa. Nên là vừa dính một phát là chúng ta phải bấm cái chiêu khác liền thì nó mới kịp để có thể lao tới đối thủ được các bạn. Rồi, tiếp tục đến với con boss yêu dấu của chúng ta. Một con boss mà tôi hay đè ra để test skill lắm. Đây, đơn giản nè, ít nè, vét nè, xong rồi lao tới nè. Rồi xong ít thêm phát nữa, rồi C, xong bò thêm cái Z, rồi 17 ca đam, y gì không? Đây, để gọi là có một cái giáo án cụ thể thì bây giờ mình sẽ vô mình đổi mấy cái trái kiểu nó stun stun xíu ha. Ví dụ như ở đây thì mình lấy trái đất đi. Đó, trái đất là cái trái mà stun dễ nhất rồi. Rồi, đầu tiên là stun lại nè. Rồi, xong vô bộ combo nãy ha. Đó. Đó, ai à. Ây da, cái này con quái bị lắc anh em ơi. Tôi bị lắc, tôi bị giật ngược lại. Oh my god. Rồi lại nè. Đó, 17 ca đam ha anh em. Rồi nói chung là combo là vậy đó anh em mà. Nhưng mà tôi thì chỉ mò chỉ boss thôi. Chứ mà đi chơi với người thì chắc bị hành support thì chết. Ok. Rồi ok, nói chung là cái cây bán giả kiếm theo như cá nhân tôi thấy thì là một cái cây kiếm đam tầm trung, nó không quá to mà cũng không quá thấp, mà nó lại có thể có cái sự kết hợp combo. Thì tôi nghĩ là nếu như bạn nào bờ rồi thì kết hợp được combo thôi, nhưng mà nếu như là bạn nào mà chưa chơi rành Lockwood á mà cầm cái cây này đi chắc là ngập mặt ngập hành á. Và cái cây này thật sự thì cái khả năng kết hợp để tạo ra một combo của nó thì nó cũng hơi không được tốt, và cũng hơi không được gọi là nó tức là kén chọn đó anh em. Cái cây này cũng hơi kén chọn combo một xíu. Rồi ok, nói chung là mình đã test xong cây này cho anh em rồi ha. Bây giờ chúng ta ra chơi nào, để coi ra trái gì đây. Vâng, trái quay anh em ạ. Và đây sẽ là hậu quả của việc mà các bạn không bấm subscribe trên kênh YouTube của Siro Blog, cũng như là bấm like cái video này đó. Các bạn sẽ luôn ra chai là trái quay, nên là hãy bấm like, subscribe cho cái video này để các bạn hãy tăng được tỷ lệ quay ra những trái quỷ xịn sò nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem. Tôi cất trái quỷ này vô để mà múc đi ra đây. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye.
Bộ sưu tập Zero Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang e-logo nổi bật, thẻ bài Zero Crazy Limited. Truy cập ngay shopero.vn hoặc liên hệ hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.